Ngày hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các bệnh nhân ở bệnh viện Al-Shifa sẽ được chuyển tới các bệnh viện ở miền Nam giải Gaza trong 24 cho tới 72 giờ tới. Trước đó, ngày 18 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã cho phép người dân sơ tán khỏi bệnh viện này bằng một tuyến đường an toàn. Các nhân viên y tế sẽ ở lại bệnh viện để hỗ trợ các bệnh nhân không thể sơ tán. WHO cho biết các lực lượng bổ sung đang được bố trí để vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân từ bệnh viện Al-Shifa đến khu phức hợp y tế Nasser và bệnh viện Gaza châu Âu ở phía nam Gaza. Tuy nhiên, WHO cho biết thêm, những bệnh viện này đã quá tải, hoạt động hết công suất và các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Al-Shifa sẽ gây thêm áp lực cho nhân viên và nguồn lực y tế ở những cơ sở này. Theo số liệu của WHO, hiện còn 291 bệnh nhân và 25 nhân viên y tế đang ở bệnh viện Al-Shifa, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ngoài ra, có 2 bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt mà không có máy thở và 22 bệnh nhân cần chạy thận đang trong tình cảnh thiếu máy móc và thiết bị điều trị.